Chúng ta tiếp tục nội dung bài Unit 11 ở Los Alamos. Grammar will for future revision. Ngữ pháp will cho các phỏng đoán ở tương lai. Giờ các em lắng nghe lại một phần bài đàm thoại. Những từ nào Phúc, Lão, Veronica và Mai sử dụng khi nói về tương lai? Đã hoàn thành quy luật trong họp. Giờ mấy em nghe bài đối thoại. Unit 11, page 51. A closer look, 2. Activity 1. Listen again to part of the conversation. What words do Fub, Veronica, and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box. Wow! Driverless cars already exist. I can't believe it. Yes, they look so cool. What will be next? I'm sure there'll also be flying cars. Does that mean we'll still have traffic jams in the sky? Yes, maybe there will be. No. I think they'll have SSS. It's a sky safety system. It'll stop everyone from crashing. It'll help them avoid traffic jams too. I prefer to have a jetpack. I'll wear it on my back. It doesn't take lots of space, and I'll use mine to fly anywhere easily. Các em xem hai câu thí dụ. Thí dụ thứ nhất: trời sẽ mưa vào ngày mai. Câu thứ hai: mọi người sẽ đi lại như thế nào vào năm 2100? Để dành cho cái phỏng đoán dự đoán, thầy khẳng định có là chủ từ to will cộng cho động từ nguyên mẫu. Thầy phủ định có chủ từ cộng will not, sau rút gọn là want, sau đó là động từ nguyên mẫu. Thầy nghi vấn nó dùng là will với chủ từ, sau đó là động từ nguyên mẫu. Rearrange the words to make sentence. Sắp xếp lại những từ sau đây để tạo thành câu. 1. People, mọi người. Ăn tiêu, cho tới khi. Flying cars, xe ô tô bay. You, sử dụng. Won, sẽ không. 2050, năm 2020. Câu này ta sẽ làm là people want you flying car until the year 2050. 2. Do you think, bạn có nghĩ, increase, tăng, net money, tháng tới, the fuel price, giá nhiên liệu, will, sẽ. Thì câu này ta sắp xếp là do you think the fuel price will increase next month? 3. Alright, đến. Next week, từng tới. Won, sẽ không. The mail, thư, ăn tiêu, cho đến. Thì câu này ta sắp xếp là the smell won't arrive until next week. 4. I don't think, tôi không nghĩ. He, anh ấy. The new position, vị trí mới. Chắc, đảm nhiệm. Will, sẽ. Thì câu này sắp xếp là I don't think he will take the new position. 5. Use, sử dụng. Solar energy, năng lượng mặt trời. Will, sẽ. In the future, trong tương lai. More, nhiều hơn. We, chúng ta. Thì câu này chúng ta sẽ sắp xếp là we will use more solar energy in the future. Commit the sentence with the correct form of will. Hoàn thành các câu bằng hình thức đúng của will.
Chúng ta cùng tham khảo đáp án. 1. Will I be? 2. Will be? 3. Will I be? 4. Will be? 5. Will I be? 6. Won't be? 7. Will travel? Các em xem hai thí dụ. This is your fan. Em thấy là do. Is a refreshing attitude and it is first before the noun. Do là tính từ sở hữu và nó được đặt trước danh từ. Thí dụ thứ hai. This fan is your. Yours is a refreshing personal and stand alone. Do là đại từ sở hữu và nó đứng một mình. Remember, ghi nhớ, with your perfect pronoun instead of a brand. Chúng ta sử dụng một đại từ sở hữu thay cho một nhóm từ. Example, thí dụ, football is red, mine is blue. Mình thấy là mine nó đồng nghĩa là máy, máy bài. A professional attitude comes before a noun. Một tính từ sở hữu đứng trước một danh từ. Example, thí dụ. Their garden is so beautiful. Khu vườn của họ quá đẹp. Nó có là their, hay là tính từ sở hữu. Các em xem bảng thông tin. Thứ nhất là personal pronoun. Đại từ nhân xưng, professional adjective, tính từ sở hữu, professional pronoun, đại từ sở hữu. Em cố gắng học thuộc cái bảng. Complete the sentence with professional pronoun. Hoàn thành các câu bằng những đại từ sở hữu. Chúng ta cùng tham khảo đáp án. Về nhà, các em chọn ra bất kỳ năm thứ mà em thấy và trong nhà và đặt câu về chúng. Và em học thuộc lòng cái bảng. Trang 51, 52 và chuẩn bị skill 1.